Chain Up, siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover, Lướt Yamaha. Lướt Yamaha, Vivu nhận quà hè cực cool. Sirius tặng 700.000 đồng, Exciter tặng 5 triệu đồng, Rigo S tặng 7 triệu đồng, Grande Latte tặng 2 triệu đồng, Janus tặng 3 triệu đồng. Mình xin giới thiệu, mình là Minh Tâm, mình quê ở Quảng Ngãi. Em tên là Võ Văn Minh, quê ở Quảng Nam. Em có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em có điểm mạnh đó là em biết hát karaoke, biết nấu ăn. Điểm yếu của em đó là em cũng nói hơi nhiều, cũng hay quay, nhưng mà quay nhiều nhất chính là hay bỏ chìa khóa thôi. Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Em ơi, em thích người có tóc hay không có tóc? Dạ có tóc. Có tóc. Anh có điều gì không thích ở người vợ tương lai của mình? Em thích một người phụ nữ là gọn gàng. Nói chung bản thân em là cũng gọn gàng, ngăn nắp. Từ cái bếp núc cho bếp rửa chén bát này nọ là em làm hết. Em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Và điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động, với em sợ đau, với em hát múa dở lắm. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tim vẫn thơ, tim cả mong chờ.